Ok, xin chào các bạn, và trong video này thì Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái chiến lược để mình có thể bán hàng được với Clickbank như thế nào và làm như thế nào để chúng ta có thể tiếp thị liên kết một cách đúng cách nhất. Đó, thì Sơn tin chắc rằng sau khi xem video này, anh em hoàn toàn có thể có một góc nhìn rõ ràng hơn về Internet Marketing và affiliate marketing như thế nào. Đây là hai từ khóa mà cách đây khoảng 3 năm thì em hỏi ra, wow, internet marketing là cái gì thì mình không hề biết đâu các bạn. Nhưng ngày hôm nay thì coi như Sơn là sẽ người đi trước. Sơn sẽ cho anh em biết internet marketing là gì, affiliate marketing thực sự là gì và mình có một cái chiến lược tổng thể để mình có thể bán được hàng với Clickbank về sau này. Và dường như anh em có một cái bức tranh rõ ràng hơn để mình biết được rằng trong lộ trình sắp tới thì mình sẽ cần phải làm gì cho một cái hệ thống kinh doanh của mình để mình có thể kinh doanh được với Clickbank. Và video này thì thực sự nếu như anh em mới đi học một chương trình, bất kỳ một chương trình bên ngoài, thì đây sẽ là một trong những cái nội dung mà trả phí và sẽ tốn rất là nhiều tiền để anh em có thể học một chương trình này đấy các bạn. Và thực sự đây là một trong những cái chiến lược mà Sơn đã từng cố vấn cho rất là nhiều những cái doanh nghiệp mà họ muốn bán cái sản phẩm của họ trên internet. Và đây là những sản phẩm giá cao nha, bán sản phẩm là không phải là chỉ một vài chục đô như anh em đang bán sản phẩm Clickbank đâu, mà anh em hoàn toàn có thể bán sản phẩm là 300 đô, 500 đô, 1.000 đô trên internet như thế nào đó, và còn hơn thế nữa rất là nhiều anh em, sức mạnh rất là khủng khiếp và cái tỷ suất lợi nhuận của những sản phẩm nó vô cùng cao đấy. Thì trong video này Sơn tin chắc rằng đó là sẽ chẳng có ai sẽ chia sẻ cho anh em những cái điều này mà chi tiết được như vậy đâu, được chưa? Thì ở đây thì anh em muốn đăng ký chương trình học Clickbank miễn phí thì hiện tại là anh em hãy vào cái website đó là tuhocclickbank.com và sau đó thì điền tên cũng như là email vào đây, thì Sơn sẽ gửi cho anh em là email mỗi ngày để anh em có thể vào đó học nhá. Và cũng có thể tham gia vào trong group trở thành chiến binh Clickbank chuyên sâu, học trở thành affiliate marketer để mình có thể giao lưu được hỗ trợ giúp đỡ từ nhiều anh em khác trong group ở đây. Bạn cũng có thể là mời bạn bè tham gia vào trong group đó nhá. Rồi thì video này nếu anh em thấy nó tuyệt vời và anh em thực sự quan tâm thì đừng quên bấm một nút like nhá. Rồi thì bây giờ chia sẻ cho anh em như vậy này, đây là một chiến lược tổng thể nhá. Sơn cũng sẽ chia sẻ cho anh em về những cái cách làm của một người newbie mới bắt đầu. Thì giả sử đây, từ trước giờ chúng ta đang làm, đó là đầu tiên chúng ta sẽ có một cái traffic thì anh em cũng biết rồi, thì traffic thì bây giờ là nó sẽ có hai dạng đúng không, một là free traffic, hai là anh em là có paid traffic. Free là không trả tiền, dùng công sức để làm, paid traffic thì cũng là dùng công sức nhưng mà phải trả tiền để anh em bắt đầu. Thì chắc chắn rằng là trả tiền thì nó sẽ ra kết quả được nhanh hơn, nhưng sẽ không có cái điều gì để đảm bảo, bởi vì đa phần là mình chưa bao giờ mình làm cái trò này hết, mình chưa bao giờ mình kiếm tiền trên mạng, mình chưa bao giờ biết cách để làm sao kiếm tiền được online tại nhà như thế nào hết. Thì cái paid traffic này thì thứ nhất là mình chưa biết cách làm, và thứ hai rằng là mình sẽ bị phải tốn tiền, phải bỏ vốn ra này. Nên nó tại sao từ trước giờ chúng ta đang làm là free traffic, và cũng rất là nhiều những cái câu chuyện có thực tế rồi, và anh em làm free traffic thì vẫn ra được kết quả bình thường, vẫn kiếm được tiền đúng không nào. Đấy thì video hôm bữa cũng có đăng lên rồi, thì bây giờ là nếu như anh em mà chưa có cơ hội mà xem những video trước thì bây giờ mình tranh thủ mình bật lại, mình khoe tí ở đây. Đây bạn này, bạn ấy làm có ra được sale thứ hai này, 63 đô ở hai sale. Một bạn này thì tuyệt vời nữa đúng không, cũng hên xui đó các bạn đó, và ra được 3 sale, mới chỉ làm được một tuần thôi mà có 20 lượt click mà ra được 3 sale rồi, rất tuyệt vời, được 70 đô, ngon. Và bạn này thì mới làm được một tuần, đăng được 3 bài post lên và hỏi xem là có ra sale chưa, một câu hỏi rất là quen thuộc đó. Thì đó là những cái câu chuyện thực tế có thật cho các bạn đó, đúng không nào. Rồi thì bây giờ này, ban đầu là chúng ta có traffic là free traffic hoặc là paid traffic. Free traffic ở đây thì các bạn cũng có thể là sẽ làm Instagram này, Insta, hay là các bạn sẽ sử dụng là Pinterest. Có nghĩa là mình không cần phải sử dụng hết tất cả, nhưng mà mình là đang giỏi cái nào, đang tốt cái nào thì mình
phát triển cái đó, còn những cái này sẽ là đa kênh đó, hoặc là mình sẽ phát triển trên YouTube, hay là bây giờ là mình sẽ làm ở trên Facebook group đi chẳng hạn đó, Facebook group rồi, hoặc là page traffic thì các bạn cũng có thể là sử dụng Bing hoặc là Facebook ad để các bạn nó bắt đầu đúng không nào, hoặc là các bạn cũng có thể là thuê thuê influencer, người nổi tiếng các bạn, influencer rồi. Thì từ cái traffic ở đây, đây là cái basic nhất đó, thì những người từ trước giờ chúng ta có traffic rồi, sau đó là chúng ta sẽ điều hướng họ vào trong một cái đường link, người ta gọi là direct link này, đó là chính là cái trang bán hàng đúng không. Thì bạn lấy cái trang bán hàng này ở trong cái phần đó là sản phẩm, ví dụ như bây giờ là mình sẽ làm ra trong cái ngách đó là về healthy đi, thì các bạn lấy hop link ở đây đúng không nào, lấy hop link đó, sau đó thì khi mà bạn có cái đường link ở đấy rồi thì nó sẽ các bạn sẽ điều hướng về cái direct link, có nghĩa là cái hop link của chúng ta đó các bạn, hop link đây là cái đường link tiếp thị liên kết của các bạn đúng không nào. Và sau đó nếu như bây giờ khách hàng mua hàng thì các bạn sẽ có tiền ở đây, giả sử đi bây giờ là chúng ta traffic từ rất là nhiều nguồn này, chúng ta có 100 lượt click, và sau đó khi mà chuyển vào thẳng cái direct link ở đây thì các bạn sẽ ra được một sale tỷ lệ là 1%, 100 click sau đó ra được một sale đúng không nào. Thì mình mới nói với các bạn đó, đây là cách làm của một người mới bắt đầu, mình gọi là newbie, newbie cách làm của một người mới bắt đầu newbie. Thì chúng ta chỉ có làm có hai bước thôi, một là chúng ta tạo ra traffic đó, thứ hai là chúng ta tạo ra đường link và đẩy cái traffic này về cái đường link bán hàng của chúng ta. Thì đây có phải là cái cách mà từ trước là chúng ta đang làm đúng không các bạn, và đây là cái cách làm của một newbie, một người mới bắt đầu. Các bạn có thể lựa chọn là Instagram, Pinterest, YouTube, Facebook group, tùy các bạn làm cái nào cũng được, hoặc các bạn có thể là dùng Bing, Facebook Ads, Influencer. Thì đây là cái cách của một người mới bắt đầu, cho dù các bạn nó dùng chạy quảng cáo sau đó bạn nó kéo thẳng về direct link thì bạn vẫn làm một cái cách làm rất là basic thôi. Thì cách làm này thì dường như là ai cũng có thể làm được, bạn hoàn toàn có thể học là 2 ngày 3 ngày là các bạn quen hết cách làm rồi đó. Thì đây là một người newbie, nhưng đối với cả Sơn PS, khi mà Sơn hướng dẫn cho anh em trong cái lớp huấn luyện clip bay chuyên sâu á, thì anh em cứ phải giỏi trở thành một cái người mới bắt đầu đi cái đã, phải dành thuần thục đi cái đã, phải xây dựng được cho mình cái hệ thống về marketing đi cái đã, rồi sau đó thì mình mới học cái nâng cao, không vấn đề gì hết, nhưng cái nâng cao thì nó sẽ như vậy đó. Dần dần anh em mới cần phải biết cái nâng cao là như thế nào, để đây giống như một cái lộ trình tổng thể để chúng ta có thể là xây dựng nó được chưa anh em. Thì bây giờ là cái traffic ở đây vẫn là traffic từ rất là nhiều nguồn, thì ví dụ như trong cái phần này là mình sẽ đóng khung cho nó, đây là một cái phần traffic. Thì thay vì chúng ta kéo từ traffic vào cái direct link là trang bán hàng luôn, thì nếu như vậy á, cái khả năng chuyển đổi nó rất là thấp, nó chỉ có 1% thôi, 1% khả năng chuyển đổi thôi, rất là thấp. Thì bây giờ là chúng ta sẽ làm như sau này, chúng ta sẽ thu hút họ và chúng ta lấy data của họ, lấy data ở đây thì sẽ có rất là nhiều cách đúng không nào. Một là chúng ta có thể là điều hướng họ về landing page. Nếu như bạn chưa biết landing page là gì thì mình đã nói cho các bạn hiểu một chút, có thể landing page đó là cái này được chưa. Đây là một cái dạng landing page, chúng ta có thể thu được cái danh sách khách hàng, đó là email, hoặc là chúng ta có thể là sử dụng là chatbot. Miễn là sao các bạn nó cần phải lấy data của khách hàng, chứ thay vì ở đây các bạn có 100 click thì bạn chỉ có một data thôi, một data là cái một người mua ở đây đó, và 99 click còn lại, 99 người còn lại thì các bạn sẽ không có được cái gì hết, không có được gì hết từ người này. Thì bây giờ là cái cách làm này, bạn vẫn có 100 click, nhưng sau khi những cái click này người ta bấm vào cái phần đó là cái trang
trang tặng quà của bạn đi, bạn sẽ có một cái phần quà. Ở đây là bạn sẽ có một cái gì đó là miễn phí ở đây này. Miễn phí, đây là cái mồi câu đúng không? Người ta gọi là cái mồi câu. Thì sau khi mà người ta vào cái miễn phí này thì sẽ có một cái phần tỷ lệ, ví dụ là 40 người người ta sẽ để lại cái thông tin cho bạn. Tỷ lệ là 40%, cũng khá là cao đó, nhưng mình ví dụ như vậy được chưa? Nó sẽ có khoảng là 20 tới 40%. Có nghĩa là bạn sẽ có khoảng 20 tới 40 data. Thì khoảng 20 data đi, 20 data. 20 data. Sau khi bạn có 20 data này thì lúc này bạn sẽ bắt đầu bạn chăm sóc. Chăm sóc qua một chuỗi thư, một chuỗi email, hoặc là nói chung là bạn cần phải chăm sóc họ, được không nào? Thì đây là bước số 1 này, tạo ra traffic này. Bước số 2 là kéo họ vào cái landing page này để mình cho đi miễn phí này. Sau đó tới bước số 3, đó là mình cần phải chăm sóc họ này. Sau đó là bước số 4 thì lúc này mình mới bán hàng. Nó sẽ nhiều hơn ở cái phần là dành cho một người mới, đó là thay vì cái người mới là chỉ cần tạo traffic thôi, chỉ có một bước thôi, sau đó tới trang bán hàng luôn. Thì bây giờ này, từ cái còn cái ông nâng cao á, là ông ấy cần nó phải là đưa vào một trang cho đi miễn phí. Sau đó thì ông ấy chăm sóc, sau đó thì ông mới bán hàng. Còn nó bán hàng rồi mà chưa mua thì tiếp tục chăm sóc tiếp. Chăm sóc tiếp rồi xong lại bán hàng tiếp. Đó, thì giả sử đây là mình đang có 20 người. Đang có 20 người để lại thông tin cho chúng ta đúng không nào? Có 20 người để lại thông tin cho chúng ta. Thì nó sẽ có được nhiều sale hơn ở chỗ này. Có thể lúc này chúng ta ra được 3 sale. 3 sale. Thì có phải là nó gấp 3 lần rồi đúng không nào? Gấp 3 lần ở bên này này. Thay vì đây chúng ta có 100 click, chúng ta chỉ có một sale và một data thôi. Thì cái cách làm số 2 đó là chúng ta cũng có 100 click thôi, nhưng mà chúng ta có khoảng 20 data và có 3 sale. 20 data này chúng ta tiếp tục chúng ta chăm sóc lại tiếp, và sau này chúng ta có thể bán hàng được với họ. Được chưa? Thì các bạn thấy cái này có vẻ nó rối đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn như sau. Cái bảng này chúng ta sẽ rời nó qua một bên. Rồi thì bây giờ nó sẽ biểu diễn như sau. Ở đây là traffic. Traffic. Một cái người mới bắt đầu thì họ sẽ dẫn thẳng cái traffic này tới trang bán hàng luôn. Đây gọi là trang bán hàng của Clickbank, được chưa nào? Còn cái người mà họ là những cái người mà sư phụ, họ là những người là có quá nhiều kinh nghiệm rồi thì họ sẽ không làm như vậy. Họ sẽ tạo ra một cái mồi câu, một cái phần quà miễn phí để cho đi. Và để nhận được cái phần quà này thì anh cần nó phải là để lại thông tin lại. Và sau khi anh để lại thông tin thì tiếp tục tôi sẽ chăm sóc anh bằng một hoạt động. Tôi sẽ trao giá trị, tôi sẽ cung cấp thêm thông tin cho anh, tôi sẽ giúp cho anh giải quyết được vấn đề. Không, và sau đó tôi mới kéo anh tới trang bán hàng này của tôi. Thì cái cách một ở đây đó là dành cho những người mới bắt đầu. Còn cái cách số 2 là dành cho những người gọi là những người master rồi. Thì các bạn anh cũng nhìn thấy là những cái gì mà Sơn đang làm đúng không nào? Kể từ cái việc là Sơn xây ra cái hệ thống về email marketing, xây ra hệ thống về traffic, về YouTube, về Pinterest, về YouTube, về Facebook group, thì đó là cái cách mà mình đang làm traffic. Nhưng mình không chỉ làm traffic không, mà mình còn để chăm sóc họ rất là kỹ này. Thì ở đây là các bạn cần phải tạo được cái mối quan hệ thiện cảm với khách hàng. Thông thường những cái người mua hàng của chúng ta ở đây họ là mối quan hệ lạnh. Mà để bán cho mối quan hệ lạnh thì cái tỷ lệ để họ mua ở đây nó sẽ rất là thấp. Mối quan hệ lạnh thì bây giờ là chúng ta cần phải là một người cho họ sản phẩm đây, thì chúng ta đang chuyển họ trở thành mối quan hệ ấm của mình. Mối quan hệ ấm. Và sau đó chúng ta chăm sóc họ, cho họ thêm giá trị, cho họ thêm niềm tin, cho họ thêm thông tin, thì bắt đầu mối quan hệ ấm ở đây trở thành mối quan hệ nóng. Nó giống như cái nhiệt kế các bạn. Thì nóng ở đây, khi mà nóng rồi thì lúc này chúng ta bán hàng thì họ mới mua. Được chưa? Nên không thể nào chúng ta bán hàng cho một khách hàng lạnh, hoặc là không thể nào chúng ta bán hàng nếu như bây giờ chúng ta không có trao giá trị. Nên hãy nhớ này, bán hàng là trao giá trị, bán hàng là trao giá trị, bán hàng là giúp đỡ người khác, không, bán hàng là giúp người khác giải quyết được vấn đề. Nên là các bạn nó càng giúp được cho họ giải quyết được vấn đề, các bạn nó càng trao được thêm nhiều giá trị thì các bạn càng bán được nhiều hàng. Nên hãy nhớ như vậy, bán hàng là trao giá trị. Hãy comment phía bên dưới video là bán hàng là trao giá trị, được chưa? Thì chúng ta coi cái này để làm gì? Chúng ta biết được rằng chúng ta đang làm cái newbie, một người mới bắt đầu, và sau đó chúng ta mới chuyển dần qua master.
Nên nó bởi vậy là Sơn muốn các bạn hãy thật là thuần thục những cái gì mà các bạn được học đi cái đã. Học về Instagram, về Pinterest, về YouTube, về Facebook Group, những cái traffic cơ bản đó trước. Sau đó thì khi mà các bạn đã quá quen thuộc với nó rồi thì các bạn mới làm qua những cái bước nâng cao của một người master. Đó, và đó là cái lộ trình cho chúng ta nha các bạn. Thì hy vọng rằng sau cái video này chúng ta đã có được những cái nhìn tổng thể, chúng ta biết được rằng chúng ta cần phải làm gì trong thời gian tới. Ok, thì nếu như bạn thấy video này có giá trị với các bạn, đừng quên bấm một nút like hay là chia sẻ video này lên trên Facebook. Đó, chia sẻ này video này cho những người bạn của bạn hoặc là mời họ xem video này của Sơn. Được chưa? Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy bấm một nút đăng ký kênh YouTube và hình quả chuông ở đây để bạn được nhận những video mới nhất trong thời gian tới nha. Ok, và cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.